Xin chào các bạn, hôm nay trên bàn của mình đang là một sản phẩm đến từ nhà sản xuất Orihiro, khá nổi tiếng ở Nhật Bản đó các bạn ha. Đây là một sản phẩm glucosamine của Nhật. Ở đây chúng ta sẽ có 900 viên các bạn ha. Ở đây tiếng Nhật không, cái dung lượng của nó đến 1500mg. Mình sẽ quay một vòng các bạn. Đó, tiếng Nhật không các bạn. Rất là nhiều cái thành phần của thuốc các bạn ha. Đây, glucosamine. Thì cái date của cái này là tới tháng ngày 2 tháng 12 năm 2024 rồi các bạn ha, còn khá là lâu, năm nay mới năm 2022 thôi. Chúng ta có 2 năm sử dụng. Đây, cái tem số 1 Nhật Bản các bạn. Đâu, qua một vòng. Đây. Đó, cái mã vạch của nó các bạn ha. Thì các bạn cũng biết rồi. Glucosamine thì rất nhiều nước sản xuất các bạn. Mỹ có này, Mỹ có Kirkland này, có một vài hãng nữa, Natural này, rồi Úc có này các bạn ha. Thì theo như mình, khách của mình nhé, người ta nói là người ta thích dùng của Nhật hơn, tại vì cái thuốc của Nhật nó sản xuất cho người Nhật, thì cái thể tạng của người châu Á thì nó cũng sẽ khác với người châu Âu và người Mỹ. Nhưng người ta thích dùng cái sản phẩm glucosamine này của Nhật, chứ người ta không mua hàng của Mỹ các bạn ha. Mặc dù hàng của Nhật với Mỹ thì nó cũng chênh nhau không bao nhiêu hết. Đó, thì mình sẽ mở hộp cái glucosamine này ra các bạn nhé. Hộp đóng rất là đẹp bạn, đúng kiểu của Nhật luôn, rất là màu mè, hoa lá hẹ ha, đúng kiểu của Nhật luôn. Rồi, mình sẽ mở hộp. Đây. Hàng nguyên siêu các bạn ha. Đây các bạn, đây là bên trong của nó các bạn ha. Đó, hàng Orihiro thì có rất nhiều sản phẩm các bạn, được người Việt Nam của chúng ta dùng rất là nhiều ha. Nó một cái dạng giống như kiểu là Custland của Mỹ hay là Natural các bạn, của Úc các bạn. Đó, đây. Thì cái glucosamine này thì các bạn biết rồi, nó là sản phẩm thực phẩm chức năng các bạn ăn, nó không phải là thuốc. Nó là thực phẩm chức năng hỗ trợ cho xương khớp. Thì cái sản phẩm này thì người lớn tuổi dùng rất là tốt các bạn. Như các bạn biết rồi, là thực phẩm chức năng, chúng ta phải sử dụng rất là thường xuyên và sử dụng lâu thì nó mới có tác dụng. Chứ không thể là uống một hộp này hay hai hộp này mà chúng ta nói là chúng ta giảm đau ngay lập tức các bạn ha. Cái này chúng ta phải thông cảm cho nhà sản xuất, tại vì thực phẩm chức năng chứ không phải là thuốc. Và thực phẩm chức năng thì nó sẽ thấm từ từ vào cơ thể, chứ nó không có tác dụng ngay như thuốc các bạn ha. Thì ở cái hộp này, cái hũ thuốc này chúng ta sẽ có tất cả là 900 viên các bạn. Đó, mỗi ngày chúng ta sẽ uống 10 viên. Theo như bác sĩ thì sẽ uống sau khi ăn, vào buổi sáng và buổi tối. Cứ mỗi lần chúng ta uống 5 viên các bạn ha. Với cái hũ 900 viên như vậy thì chúng ta sẽ dùng liên tục trong vòng 3 tháng. Với cái giá của nó gần 500 ngàn thì mình nghĩ là cũng khá là rẻ. Chúng ta có thể mua cho phụ huynh, bố mẹ, anh chị lớn tuổi có thể dùng được cái này ha. Đó, đây là một sản phẩm đến từ Nhật các bạn ha. 3 tháng 900 viên, 90 ngày, mỗi ngày 10 viên các bạn ha. Đó. Và chúng ta lưu ý là chúng ta uống sau khi ăn 30 phút. Để chúng ta, cơ thể chúng ta hấp thu được cái chất tốt nhất các bạn nhé. Đó, rồi. Thì bên mình ngoài các sản phẩm như đồng hồ, nước hoa, mỹ phẩm chính hãng, bên mình cũng có thực phẩm chức năng nữa các bạn. Nên các bạn có thể add số Zalo của mình ở đầu video hoặc là subscribe kênh của mình để mình tiếp tục gửi đến các bạn những cái mẫu đồng hồ, nước hoa, mỹ phẩm và là các sản phẩm thực phẩm chức năng trên tay như vậy, để các bạn có những cái nhìn đầu tiên về các sản phẩm này trước khi các bạn ra quyết định mua. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn nhớ ha, một ngày chúng ta uống 10 viên thôi các bạn, chia làm 2 lần, một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối sau khi ăn các bạn nhé. Rồi mình xin chào tạm biệt các bạn. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.